Đó, đang đứng ở ngã tư ngã tư này, ngã tư gì bác gái hà, ngã tư Broadway với lại Argyle. Đó, đang đứng ngã tư để chuẩn bị chào quán chè nè. Đi 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 Giờ lúc đầu đi qua ok nè. Chè bamboo. Bamboo, 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 để con mở cửa cho bác gái, để con mở cửa cho. wow, này nhóc rồi, tao cái chỗ mình ngủ đầy luôn hả? Cái gì ghê vậy trời? Rồi giờ mình là sao nè? Trời ơi trời, chơi vậy luôn á hả? Mình ở đâu? Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì sáng giờ là đi vòng vòng, đi vòng vòng cái chỗ gần chợ Việt Nam nữa, để đi làm một số công việc, với lại đi ăn đi chè bamboo hồi nãy. Cũng không có thời gian, vô giỏng đông cũng không có thời gian quay cho mọi người cùng xem. Thì chợt nhớ ra có một nhà hàng Tàu bán chiên gà cay rất là ngon. Thì lâu quá rồi không ăn, phải chừng từ khi mà dọn qua Michigan tới giờ là không ăn. Sực nhớ ra nó bây giờ phải 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 ghé mua ăn cho mình được cái chân gà này. Còn rất là nóng nha mọi người. Đó, cái chỗ này là bán chiên về bán cái chân gà này. Ai vô đây là cũng phải là kêu cái chân gà này hết. Để mình quay gần lại cho các bạn xem. Đây này các bạn. Hộp chiên gà này các bạn. Đây, ví dụ như cái này đây. Đó, nhìn ngon ghê không? Bella, what's có nước sốt nữa nè. Wow, nước sốt rất là cay nha. Nó gọi là hot, hot and spicy wings. Rồi, bây giờ ăn nha các bạn. Để ăn lại thử cái mùi vị như thế nào, cũng quên mùi rồi nhưng mà hồi đó nhớ là rất là ngon, nhưng mà bây giờ thì cũng quên cái mùi của nó. Cái này ta có cho thêm hộp cơm nè, dứt ra miếng cơm. Dứt ra chút cơm, đó. Bây giờ là cánh gà cay của nhà hàng Tàu. Wow, nhìn nè, chảy nước miếng luôn á. Thử nha. Wow. Cay. Ngon. Mình có order một cái phần riêng. Chỉ toàn làm cay quá. Một phần riêng là không có cay. Để về cho chồng mình ăn. Tại vì ngày mai là mình sẽ về lại với Michigan. Thì order riêng một phần này không cay. Bỏ tủ lạnh. Về nhà để chiều về cho chồng mình ăn. Wow, cay à. Bà. Quá ngon. Quá ngon. Mà rất là cay. Wow. Cay muốn chảy mắt luôn á. Mình chứ mình ăn cay không có giỏi nha. Cay vừa vừa thôi. Cái gì vậy bố là cái này cay lắm ăn được đâu. Nè coi hai đứa nó nè, rồi hai đứa nó ngồi dưới nè đó, hai đứa nó đó nghe không? Wow.
cay chóng mặt luôn nha, không có giỡn đâu nha. Mà cho phải chấm cái sốt này mới ngon. Xài đó không ăn được đâu. Xài đó. Super spicy. Nhưng mà phải đi lấy miếng nước uống rồi. Sao có chịu nổi. Ăn chết luôn. Hay ha cái này đó, cắt cái da ra sao mà tuột cái này ra. Tuột ra xong cái nhúng vô chiên quá. Quá ngon. Nhưng mà quá cay. Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 cái 15 đồng hộp này, 15 đồng rồi chị, tính ra là 15 cái đó. Tính ra một đồng một cái là có nghĩa hộp này là hơn 300 ngàn tiền Việt Nam một hộp đó các bạn. Wow. Ba cái mà cay chịu không nổi luôn. Chuyến này lên Chicago rất là vui. Chạy lâu quá không đi, chạy xe cái cách chạy xe đồ khác nhau với đường busy quá chạy không quen. Mà đi bây giờ có rất là nhiều nhà hàng. Uống gì? Được ở lại Chicago để đi ăn mấy cái nhà hàng đó. Michigan ít nhà hàng ngon quá. Michigan. Còn đây chỗ nhà hàng Mexico bán đồ này đồ kia nhiều ghê. Sai mà không nói nên lời luôn. Mình ăn cay dở lắm. Cay cay một chút thì được. Nhưng mà cay quá. Có nước rồi. Thấy nước không? Nước đang cu luôn không? Cay mà ngon.
Công nhận. Hy vọng là khi mà mình về chồng mình anh sẽ thích cái món này. Hay quá. Mà nhà thì mình không có sữa. Nhà bà không có sữa. Chay ngủ rồi. Để chút vô quay chay ngủ. Nobel là very spicy. Cứ ngồi dưới nó xin ăn hoài. Nó cay lắm. Mặt đỏ luôn. Ăn cay vừa vừa ngon. Cay quá mắc ngon. Chắc ông ăn cái này xong phải dừng lại quá. Bà hai ăn thử, bà hai còn là con ăn mà con chảy nước mắt luôn bà hai. Không khoan, con chịu không nổi nè. Không, cái này nè. Cái này về này chắc thằng chồng thích á. Thôi, tạm thời phải dừng ở đây. Chứ bây giờ ăn nữa là cay nữa là không thể nào chịu nổi. Ghê cay tới mức độ đó bà. Dễ sợ vậy hả? Hồi nãy con kêu kêu làm cái ít. Không, người ta nói là một là cay, hai là không cay, chứ không có cay đó. Ai vậy hả? À, chơi vậy đó, không cho quyền lựa chọn luôn mà, không chạy mũi luôn nữa. Không thì bây giờ mình sẽ vô quay chay cho các bạn cùng xem nha. Đó, chay ngủ nè. Rồi. Sếp. Đó là sếp. Dạ. Bây giờ xuống sếp nào. Ngồi xuống. Dạ. Ok. Đó là sếp nào. Sếp. Đó là sếp. Dạ. Ok, xuống sếp. Lay down, lay down. Ok. And leave it. Ok. Để đó nghe, không được ăn nghe chưa, để chưa kêu đó, không được ăn là không được ăn đó, thấy chưa, xu dỗ dữ ta. Ok, good, yeah, ok, Sue, high five, high five, yeah, trời đất ơi, xu giỏi dữ cha. Ok, touch, no, 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 touch, touch, your face, touch, Ok, high five. Lo phải, kêu kêu bác gái làm lại cái mà kêu nó nằm xuống mà để đó không được ăn coi. Thầy cái này đó, cái vụ đó hay rồi nghe. Tập em rồi. Sit down. Ngồi xuống. Lay down. Nằm. No, no, no. Ngồi Yeah. xuống. Nằm xuống. Rồi để im đó, không được Stay. ăn nghe chưa. Đó, để im kêu không được im, không được ăn là không được ăn đó. Stay. Good. Go get it. Get it. Dạ. Yeah. Rồi, kêu giờ cho ăn mới được ăn, thấy chưa? Quá giỏi luôn, trời ơi, Su nào giờ mới biết quá giỏi luôn nghe Su Em nghe. giỏi lắm đó chị nha ba ơi. Còn cái con này hư nè, không biết gì luôn nè. Không, em này chiều quá, em hư giờ chứ mấy gì trên đó. Dạ. Yeah. Rồi.
Mày cất mày. Cay quá, tí mình chạy luôn rồi. Cay quá thím chạy rồi người bay. Thử đi. Thử miếng đi. Từ từ. Cay cũng sợ quá. Cay dữ vậy trời. Quá. Bà hai không? Bà hai chạy không à? Biết về nãy kêu. Biết về nãy kêu cái không cay ăn cho nó ngon hả? Biết về nãy kêu cái không cay ăn cho nó ngon. Bạn thấy cái màu đỏ của nó không? Đó thì cái video clip mà mình ăn cái cánh gà với lại quay cho các bạn coi một chút sinh hoạt về những con chó, những con thú vật ở bên Mỹ này như thế nào đó. Thì hy vọng tất cả mọi người sẽ thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của vợ chồng tụi mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.